Chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình hướng dẫn cho giới thiệu cho mọi người tham gia một chương trình này góp nhận 10 tộc cần có cái hiệu là ABL khoảng 50 đô các bạn. Trước khi làm ai góp mình có thông báo cho tất cả các bạn một chương trình này góp từ giờ nữa đã phân phối cho tất cả các bạn là cái video vào ngày mùng 1 tháng 11 năm 2020 các bạn, mình đã gửi các bạn đến một cái video là hướng dẫn tham gia sự kiện sàn BNC nhận 20 đô từ tộc cần Avat các bạn. Này nó đã phân phối nhưng mà nó mỗi ạt được có 0 chấm phan các bạn, đây mình qua mỗi ạt được 0 chấm bằng được cơ khoảng 2,5 đô các bạn, năm mấy ngàn Việt Nam đồng, nên cái số tôi cần này ít quá mình chạy cũng không có được các bạn, nên mình không có làm cái video hướng dẫn tất cả các bạn chạy nha các bạn. Mỗi thằng được 54.000 Việt Nam đồng cũng như không các bạn, vì cái số tôi cần nó 0.7 thì sao mà các bạn chạy được, nên mình không có hướng dẫn các bạn chạy nha các bạn. Các bạn cứ bỏ đó đi nha các bạn. Rồi, để tham gia giải hôm nay các bạn click phần link mô tả của mình, mở cái Telegram và bấm nút start chat keyboard tiếp tục nữa các bạn. Đây thì cái website của nó thì các bạn vào tìm hiểu nha các bạn. UJSTS. Phân phối nhiều quá hết rồi các bạn ơi. UJSGS. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn bấm vào continue tiếp tục nha các bạn. Rồi các bạn join group kênh challenge nha các bạn. Rồi các bạn nha các bạn. Rồi các bạn bấm tiếp tục, các bạn join tiếp kênh challenge nha các bạn. Thường thì những giá ngay group này đang nó giới thiệu với những to cặn của nó các bạn, đang nó bán cho tất cả các bạn, nó bán những cái đồng coin của nó các bạn. Các bạn join vào nha các bạn. Con này nó list sang nào ta? Mình không biết nó list sang nào các bạn. Sau khi nữa tôi cần nó có về mà có thể chơi được thì mình làm cái video hướng dẫn các bạn chơi sao các bạn. Sang nào cũng được hết. Nếu list sang thì các bạn sang nào thì các bạn việc đăng ký một cái tài khoản rồi giao dịch thôi các bạn. Rất là đơn giản nha tất cả các bạn. Rồi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi theo quên thì các bạn theo dõi nha các bạn, và cũng là quyết là bài game của nó nè các bạn. Đây thì ai góp này cũng mới ra nhưng có khoảng 3.560 người theo dõi thì cũng rất dự án này cũng rất là tiềm năng đó các bạn. Rồi các bạn test lại, mình cũng chưa biết tốt cần ABL này có đi sang chưa đó. Mình chưa có check nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút tiếp nha các bạn. Rồi các bạn vào cái username copy của username Telegram của mình nha các bạn, gọi là cho bot nha các bạn. @anh1133. Rồi các bạn điền tiếp username Tower của mình nha các bạn. Các bạn mở cái trang trader của mình ra, MMO của các bạn. MMO của anh nha các bạn, gọi tiếp nha các bạn. Rồi các bạn gọi địa chỉ ETH với chocolate mesa wallet nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ với các bạn là cho bot không? Ai có những nguồn ai gấp cái gì để đơn giản. Thôi các bạn chờ chút xíu nữa. Rồi lát nằm đây nè. Rồi các bạn sao chép địa chỉ với nha các bạn. Rồi các bạn chơi con bot nè. Rồi các bạn bắt đắp vào nha các bạn. Các bạn dán vào nha các bạn. Các bạn gọi cho bot mà. Rồi các bạn bấm vào xóa tiết. Rồi mình đã nhận được 10 tốc cần ABL các bạn. Vậy video mình ở đây kết thúc các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những clip tiếp theo từ mình nhé.